Cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Chợ Miền Tây. Hôm nay mình tiếp tục để trở lại với vườn hoa ở nơi đây thì hoa thọ mai các bạn. Thì hoa năm nay thì bắt đầu ngày 22 Tết thì hoa thọ mai nó vừa bốn nụ rất là đẹp các bạn. Thì nơi đây rất là chuẩn luôn các bạn ơi. Thì hôm nay mình đến đây thì chia sẻ cho quý cô chú anh chị xem. Thì ở vườn này thì người ta xuất bán từ ngày 19 tháng Chạp tới bây giờ các bạn. Thì hiện giờ thì cũng có người vô người ta chở đi từ từ các bạn. Thì các anh chị nào có mua bán hoa dạng thọ thì hãy liên hệ với số điện thoại mình để trong cái video hay là trong phần mô tả của mình. Thì mình chúc cho quý cô chú anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Rồi bây giờ mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi video ngày hôm nay. Đây là hình ảnh. Đây là hình ảnh mình đang có mặt ở chỗ dạng thọ mai các bạn. Đây các bạn nhìn thấy là do dạng thọ mai hôm nay là nó ra bông rất là đều nha. Thì hôm nay là 22 tháng Chạp các bạn ơi. Còn khoảng một tuần nữa là đến đúng Tết Nguyên Đán của mình 2022 năm Nhâm Dần. Thì bây giờ hoa nó bắt đầu cực kỳ đẹp. Mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị xem. Này, những cái nụ hoa rất là cực kỳ đẹp luôn các bạn. Thì ở bên đó thì cũng có cái số gia dạng thọ các bạn, nó đã chỗ các bạn. Bắt đầu nó khoe sắc từ từ các bạn, rất là đẹp luôn. Một chút xíu mình qua bên đó, bây giờ mình trước hết là mình thì quý cô chú anh chị xem cái dạng thọ mai. Đó, bây giờ rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đó, các bạn nhìn thấy là nụ nó chỗ lên rất là nhiều nè các bạn. Họ mai này thì cây nó phát lên rất là nhiều luôn nè. Lá thì nó ít nè các bạn, lá thì nó hơi nhỏ. Nhưng mà các bạn nhìn thấy bông. Để mình về các bạn thấy là một cái bông nó như thế nào, chậu và dạng họ mai. Rồi các bạn nhìn thấy là nụ không nè. Một chậu này không biết bao nhiêu cái luôn các bạn ơi. Mình đếm chắc có thể là trên 50 cái rồi các bạn. Quá trời nè, tại vì ngắt đọt, ngắt bông đều hoài các bạn, cho nên nó ra rất là đẹp luôn. Quá trời lộ bông luôn, thấy không? Đây thì bây giờ mình giờ giao trả vậy này. Đó các bạn nhìn thấy nguyên cái dàn dạng thọ cực kỳ đẹp. Đó các bạn nhìn thấy là quá đẹp luôn nha. Ở đây thì mình thấy là dạng thọ mai hai màu các bạn, màu gần với màu vàng. Thì mình đi gần gần để cho các bạn thấy là màu dạng thọ này, nó là cái bông dạng thọ mai nè các bạn. Thì hôm trước cũng có bạn cũng yêu cầu mình quay dạng thọ mai, thì hôm nay mình đến đây quay cho các bạn thấy nè. Quá trời đẹp luôn các bạn. Đó, bạn nhìn thấy nè. Này cũng có người ta đến người ta tham quan cái vườn hoa, người ta đi giờ này luôn các bạn ơi. Quá trời đẹp luôn á. Thì hiện nay vườn đang xuất bán nha các bạn. Thì hiện nay các anh chị nào có nhu cầu mua thì hãy liên lạc với số điện thoại mình để trong cái video hay là trong phần mô tả đó, để tiện theo dõi ha. Bây giờ mình vô này mình thấy quá trời đẹp luôn rồi. Rồi bây giờ mình sẽ mời quý cô chú anh chị đi dọc bên kia nha, để xem. Thì ở đây dạng thọ mai là được 3 hàng các bạn. Đây, từ cái sổ xanh xanh này nè, là dạng thọ mai nha các bạn. Cái đây 3 hàng, ở đây thì cũng người ta cũng có lấy một số đi hơi trống chỗ này các bạn. Quá trời đẹp rồi. Đây bây giờ mình đi dọc ra cái phần dạng thọ đó các bạn, cho để gửi cho quý chú anh chị xem. Thì cái bông này rất là chuẩn Tết luôn nè các bạn. Cái bông khu vực này nè, đó rất là chuẩn Tết luôn. Thì giờ này nó còn búp nụ nè. Nhưng mà cái này mà nắng lên vài ngày nè, nó bung lẹ lắm nha các bạn.
Đó, các bạn nhìn thấy hôm nay mình đến đây quá bãi quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Rồi các bạn nhìn thấy giờ nó giống như là cái trên miếng đất mà người ta trải cái tấm cao su màu lên vậy, rất là đẹp. Khi mà đến đây nhìn qua cực kỳ, đến đây mình thấy là có được cái hai màu đó các bạn, màu vàng chanh với màu cam các bạn. Này các bạn thấy luống hoa nó rất là nhiều, một hàng như là 4 chậu đó các bạn, đó là chậu ba cây nữa các bạn, phía sau này là chậu ba cây, ở phía trước nữa mình quay cho các bạn thấy là chậu một cây, đây chậu ba cây. Thì cái chỗ này hiện bây giờ người ta giờ lên nữa các bạn, người ta đã tàu sức ra bán, người ta giờ lên từ từ. Thì hôm nay cũng 22 tháng chạp rồi các bạn, thì bông này nó cũng rất là vừa. Khi về nhà mình tưới nước vô săn sóc cho nó kỹ chút xíu, mình có chở thuê chơi trong những ngày Tết. Cực kỳ đẹp luôn. Giờ này mình ở giữa vườn hoa thì có cái mùi thơm của hoa vạn thọ đó các bạn, quá trời đẹp luôn nè, không cưỡng nổi luôn các bạn. Thì ở phía cái vàng cao cao này các bạn là chậu ba cây nha, phía dưới nó hơi lùn xúc xíu á là chậu một cây. Thì giá bán thị trường hôm nay thì cũng khá là có một tin vui đối với người trồng hoa năm nay, thì năm nay vàng thọ nó hơi hút các bạn, cho nên người ta cũng rất tìm đến những cái nhà vườn ngày hôm nay. Thì theo chủ nhà vườn, hôm tối tới từ bữa ngày 9 tới giờ thì cũng có nhiều người ở xa đến để tham quan và lấy hàng các bạn. Thì em thấy đang sức ra bán cũng khá là ổn định năm nay, thì đó tin vui cho những người trồng hoa vạn thọ của năm nay. Thì người ta sức là ở trong vườn thì người ta sức khoảng lối 25 là bông này sẽ ra ngoài chợ hết nha các bạn, không còn nữa. Thì bắt đầu tới chợ người ta sẽ mua bán ở chợ. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Giờ chợ miền Tây cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Thì năm mới Thanh cũng xin chúc cho mọi người vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát lộc và nhiều sức khỏe, và hãy đón xem những video kế tiếp của chợ miền Tây. Nếu có hay hữu ích hãy đăng ký kênh, nhấn chuông, chia sẻ cho người cùng xem. Xin mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video sau của Thanh nha. Xin tạm biệt, bye bye.